Chào cả nhà trở lại. Tự xem phong thủy nhà và phương pháp cải vận. Bước đầu giúp gia đạo an hòa, công việc hanh thông. Để có phúc khí khác với ngày giờ sinh thì phong thủy không thể. Khải Toàn đã gặp và xem từ Nam ra Bắc. Người khéo ứng dụng phong thủy trong đời sống, biết dưỡng tâm là người có phúc khí. Phong thủy sẽ mang lại hiệu quả tích cực nếu ứng dụng phù hợp. Trên thế giới có vị tỷ phú Lý Gia Thành là người xem trọng phong thủy. Hay trước kia có vị thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore. Ông quen nhiều vị thầy phong thủy nổi tiếng và ứng dụng phong thủy vào đất nước. Hai vị trên là người có trí tuệ. Phong thủy là phương vị học và từ trường học. Phong thủy đơn giản là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi. Phong thủy tốt đơn giản là không gian sống sạch sẽ, không khí trong lành. Nâng cao hơn một bước nữa là phong thủy lý khí, tính toán sự dịch chuyển của cụ tinh, cho biết một ngôi nhà, một mảnh đất tốt xấu theo từng giai đoạn. Phong thủy là phương vị học và từ trường học, có công năng nhất định thay đổi vận khí của con người, nhưng hoàn toàn không có công năng thay đổi nhân quả. Vận mệnh vốn đã định trong sinh thần bát tự, dùng phong thủy giúp môi trường đời sống an hòa, giúp môi trường hài hòa, không thể thay đổi mệnh vốn có, trừ khi tích công bồi đức. Chư vị chưa học chưa hiểu phong thủy không nên cực đoan với môn này. Trước kia Khải Toàn cũng thế, do tâm chưa rộng mở. Ví như khi còn nhỏ thấy ông bà cha mẹ đảnh lễ bàn thờ, nghĩ rằng họ mê tín, tất thảy là phương tiện. Phong thủy là phương vị học, chúng ta bài trí sao cho phù hợp với không gian sống, mắt ưa nhìn, không khí thông thoáng, đó là bài trí hợp lý. Chính vì phong thủy là từ trường học, chúng ta sắp xếp đồ vật để từ trường không bị nhiễu loạn. Chúng ta giữ sạch sẽ cho môi trường sống được trong lành, chúng ta mở rộng tâm nhân ái, để ý nghĩ và lời nói hành vi của những người sống trong nhà được an vui, sẽ mang lại từ trường ôn hòa, giúp đời sống tinh thần an ổn, là nền tảng để làm ăn kiếm tiền. Phong thủy không chỉ là gió và nước, phong thủy là hành vi, là sự chuẩn mực trong đời sống hàng ngày, là tấm gương cho con cái và cho chính mình, vì từ trường con người là một loại năng lượng đặc biệt. Khải Toàn sẽ trình bày từng phần về tự xem phong thủy nhà ở, thông qua các đề mục sau. Mời chư vị tham vấn. Quan cảnh môi trường sống. Lựa chọn được một ngôi nhà tốt, đầu tiên là yếu tố khu vực, cách cục ngôi nhà là sự lựa chọn thứ hai. Môi trường vô cùng quan trọng, ví như nơi nào có nhiều người giàu là nơi đáng sống, dù nhà phố hay căn hộ đều như thế. Môi trường sống là bàn về khu vực, cảnh quan, có thuận tiện trong việc đi lại hàng ngày cho công việc hay không, có tiện cho trẻ nhỏ đi học, đường xá có bị ngập úng quá kẹt xe hay không. Cảnh quan và khu vực sinh sống có nhiều tiện ích như gia chủ mong muốn, từ công viên, hàng xóm dân trí cao, an ninh, gần chợ, gần siêu thị, gần bệnh viện, trung tâm thương mại, có nơi đậu ô tô, đường trước nhà đủ thông thoáng hay không. Và đặc biệt trước nhà có phạm hình xét gì, phạm những phong thủy xấu hay không, mời chư vị xem qua vài ví dụ cụ thể. Yếu tố khu vực lẫn quan cảnh bên ngoài nhà là quan trọng nhất, vì chúng ta không thể can thiệp, có dùng phong thủy hóa giải được đôi ba phần là cùng. Giả dụ trước nhà có ống cống, trụ điện to, cây cao to, chúng ta không thể nào can thiệp. Trước cửa nhà hoặc gần nhà có chùa chiền, bệnh viện không phù hợp để ở, vì sẽ phạm thanh sát. Hoặc gần nhà có nơi xử lý rác, kênh gạch sẽ phạm vị sát. Vì thế nếu có cơ hội chọn nhà để sống, dù là nhà thuê hay mua, khu vực là ưu tiên hàng đầu. Xem hình thể ngôi nhà. Trước là yếu tố khu vực, sau là cách cục của ngôi nhà. Một ngôi nhà tốt căn bản nên là ngôi nhà vuông vắn, không bị thiếu góc, không bị ngoài to trong hẹp, không nằm trên mảnh đất hình tam giác hay chữ L. Dù nhà phố hay căn hộ đều không nên thiếu góc, nhất là thiếu góc Tây Bắc và Tây Nam, đại diện cho nam và nữ gia chủ. Những căn hộ Khải Toàn đã xem qua từ Hồ Chí Minh đến Hà Nội, căn hộ vuông vắn chỉ chiếm 40%, đa phần bị thiếu góc do phân bổ của chủ đầu tư về kết cấu. Nếu thiếu những góc không quan trọng sẽ không có vấn đề. Xem hình thể căn nhà của mình
trước là không nên thiếu góc Tây Bắc và Tây Nam, sau là phương vị Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh, đây là nơi ô uế dễ ảnh hưởng đến vận khí nam gia chủ. Nếu Tây Bắc lỡ có nhà vệ sinh nên giữ sạch sẽ và không có mùi. Và một điều rất quan trọng về hình thể ngôi nhà, hướng nhà không nên rơi vào xuất quái, còn được gọi là đại không vong. Đây là mảnh đất có từ trường nhiễu loạn, khó lòng có cuộc sống an ổn. Mời chư vị xem phương pháp đo tọa độ hướng nhà tại website Khải Toàn. Không gian sống. Khải Toàn đã trình bày qua về ý nghĩa phong thủy, yếu tố khu vực và hình thể ngôi nhà ở phần đầu. Phần này trình bày về không gian sống vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến vận khí cả những người sống trong nhà. Không gian sống đại biểu cho lòng dạ và tài lộc của một gia đạo, dù lớn hay bé cũng có những chuẩn mực nhất định. Thông qua sự bài trí đồ vật, không khí lưu thông, mùi vị âm thanh và tâm tánh những người sống trong nhà. Không gian sống thông thoáng có không khí tươi mát, ví như lòng dạ bao dung của người gia chủ, là cơ sở để kiếm tiền, vì tiền tài không vào cửa bẩn. Chư vị quan sát lại sự bài trí trong nhà, quá chật chội vì quá nhiều đồ đạc, không khí sẽ không có cơ hội lưu thông tốt. Đồ dùng cũ lâu ngày không dọn sẽ phát sinh vi khuẩn. Đồ đạc chất chứa quá nhiều gây chướng mắt mỗi khi tâm trạng kém. Nhất là các bác lớn tuổi có thói quen lưu trữ đồ cũ dù không khi nào dùng đến, điều này thật không tốt. Nhà chất chứa quá nhiều đồ kèm theo thiếu ánh sáng, dù ban ngày hay ban đêm cần ánh sáng đủ và không khí trong lành là phong thủy tốt. Ngược lại, nếu nhà quá rộng lớn quá thoáng, ít đồ đạc trong không gian lớn, cửa thì mở rất nhiều, không khí lưu thông rất mạnh cũng không phải tốt. Ánh sáng mạnh cũng như thế. Vì vậy, không gian nên thông thoáng, sạch sẽ, ánh sáng đủ là điều kiện tốt về không gian lý tưởng để sống. Sau khi xem xét đồ đạc trong nhà có quá chật chội hay không, chư vị cảm nhận mùi vị và âm thanh trong nhà, mùi vị trong phòng ngủ, phòng bếp, vệ sinh và cả ngôi nhà. Có mùi khó chịu hay không, ẩm thấp cũng như thế. Nếu có, khiến tâm trạng thiếu sinh khí vì mùi hôi là vị sát. Âm thanh khu vực sinh sống là một tác nhân ảnh hưởng đến chất lượng sống. Có bị tiếng ồn từ hàng rong, tiếng xe cộ, từ hàng xóm, tiếng chó sủa, tiếng tụng kinh gõ mõ quá to, cả tiếng hàng quán cạnh bên. Tất cả tiếng ồn là thanh sát, ảnh hưởng lớn đến tinh thần. Không gian sống lý tưởng là sự bài trí đồ vật hợp với diện tích, không có mùi hôi, không tiếng ồn, nhà không khí tươi mát và đủ ánh sáng. Vì thế cần thường xuyên dọn dẹp cả nhà cửa, bật đèn đủ sáng, có thể đốt tinh dầu, có thể dùng máy lọc không khí, robot lau nhà hút bụi. Nếu bị thanh sát bên ngoài nhà nên xử lý cách âm. Về không gian sống trong mỗi ngôi nhà, quan trọng nhất chính là phòng ngủ, bếp, bàn thờ và cửa khí. Chư vị xem lại những nơi này trong nhà sẽ cảm nhận được vận khí của chính mình. Có được một không gian sống chất lượng là nền tảng cho cuộc sống an ổn, làm ăn kiếm tiền. Khi có được một không gian sống lý tưởng nhưng sẽ vô nghĩa nếu những người sống trong nhà tâm nhiều phiền não lo lắng. Khi ấy, thiền định là một phương pháp đơn giản nhưng rất kỳ diệu, giúp cân bằng cảm xúc, giúp tâm mang trí sáng. Phương vị quan trọng trong nhà. Khải Toàn đã trình bày những hạng mục quan trọng ở phần trên. Đa phần thuộc phong thủy hình thể. Hình thể quan trọng hơn lý khí. Hình thể bàn về cảm nhận từ mắt, tai, mũi. Trong phong thủy lý khí, biểu đồ hậu thiên bát quái đại biểu cho 8 phương vị tương ứng 8 thành viên trong gia đình. Quan trọng nhất là 2 phương vị Tây Bắc và Tây Nam, vì 2 nơi này đại diện cho nam và nữ gia chủ. Trong công ty cũng đại diện cho nam và nữ lãnh đạo. 2 phương vị Tây Bắc và Tây Nam trong mỗi ngôi nhà nếu bị thiếu gốc hoặc nhiều tạp vật, bài trí các vật từ trường xung khắc mệnh là nguyên nhân dẫn đến vận khí kém, tâm tánh phiền muộn. Một ngôi nhà nọ tốt nhiều mặt, tuy nhiên người mẹ sinh mùa hè kỵ hỏa, cung Tây Nam có bếp nấu, một khoảng thời gian bếp không sạch sẽ, cùng thời vận kém của cô gia chủ, thế là bao nhiêu chuyện không may xảy ra cho cô. Vì vậy mỗi ngôi nhà nên chú trọng 2 phương vị Tây Bắc và Tây Nam. Trước tiên tránh chọn ngôi nhà thiếu một trong 2 góc này, tức là thiếu góc. Cách cục nhà nên vuông vắng và luôn giữ cho 2 phương vị này sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng là cơ hội mang lại vận tốt cho gia chủ.
Những vị gia chủ đã có gia đình càng phải chú trọng thêm hai phương vị này. Chúng ta có thể đặt tranh ảnh cưới hoặc ảnh gia đình tại Tây Bắc giúp tình cảm người chồng luôn yêu thương vợ. Đặt tranh ảnh gia đình tại Tây Nam giúp người vợ hết lòng vì gia đình. Có những gia đạo kém êm ấm, nếu không phải ngôi nhà xuất quái, đào hoa sát thì hai phương vị này đã vô tình treo tranh ảnh gợi dục người mẫu, phát sinh đào hoa sát, phát sinh tình cảm bên ngoài. Ngoài chú trọng hai phương vị Tây Bắc và Tây Nam, những gia đình mong muốn có con cái nên xem lại cung Đông và Đông Nam, nên có vật thuộc hành mộc đẹp nhằm sinh vượng cho hai cung này. Cũng có thể treo tranh ảnh trẻ em, đồ chơi trẻ em, giúp thúc đẩy từ trường và sớm có con. Mỗi phương vị đại diện cho một thành viên, chư vị tìm xem dụng thần mệnh khuyết của mình là gì, vai trò của mình trong gia đình, bài trí tranh ảnh hoặc đồ vật theo ngũ hành khuyết giúp vận khí tốt hơn. Để tìm ra phương vị mong muốn trong ngôi nhà, chư vị vẽ sơ đồ nhà lên giấy hoặc in ra bản vẽ 2D, kẻ chéo hai góc. Đứng tại chính giữa ngôi nhà, mở la bàn và xoay đúng tọa độ mong muốn. Ví dụ Tây Bắc là 315 độ hoặc cung Đông 90 độ. Ứng dụng sinh thần bát tự. Một vị thầy xem phong thủy nhất định phải biết luận mệnh để kết hợp mệnh gia chủ và không gian sống. Vì không phải ngôi nhà nào cũng hợp với tất cả. Ví như món ăn ngon với người này nhưng dở với người khác. Thuật số luận mệnh có nhiều lối, nhưng hai phương trình bát tự tứ trụ và tử vi có tính chính xác khá cao. Trong đó thuật số bát tự tứ trụ có thể tìm ra dụng thần và kỵ thần, tức ngũ hành thiếu và dư, để chúng ta lựa chọn sự vật nhằm cân bằng từ trường. Mục đích cuối cùng của phong thủy là cân bằng con người với tự nhiên. Giả dụ mệnh một người sinh mùa hè, sinh tháng tỵ ngọ mùi, đa phần dư hỏa thiếu thủy. Tánh tình người sinh mùa hè nhiệt thành cống hiến, nhưng có phần nóng nảy cực đoan. Chính vì thiếu thủy, từ màu sắc vật dụng thường ngày như ga gối giường, xe cộ, hình nền điện thoại, nên sử dụng màu đen và xanh, phù hợp ở trong ngôi nhà mát mẻ. Chư vị có thể tham khảo bản này hoặc vào website phần tra mệnh. Sau khi biết được dụng thần mệnh khuyết của mình là gì, chư vị ứng dụng và khảo nghiệm, tự đúc kết thực tế cho mình. Chư vị ứng dụng vào chính ngôi nhà của mình theo đồ hình hậu thiên bát quái. Ví dụ người cha sinh mùa đông dư thủy thiếu hỏa, tại Tây Bắc trong ngôi nhà nên bài trí hành hỏa. Người mẹ dư hỏa thiếu thủy, tìm cung Tây Nam bài trí tranh cá và màu xanh. Con trai lớn ví dụ dư mộc thiếu kim, bài trí đồ đồng tại cung Đông. Bát tự tứ trụ là thuật số chuyên sâu, có thể thấy rõ họa phúc qua ngày giờ sinh. Tuy nhiên sau 25 tuổi, những họa phước ấy có thể sai biệt, từ chính mỗi người đã tạo tác trong quá khứ. Ứng dụng cũ cung phi tinh. Phong thủy lý khí là thuật số thú vị, luận đoán tốt xấu từng khoảng thời gian của mỗi một ngôi nhà, của mỗi một vùng, một thành phố thông qua sự dịch chuyển của chính sao. Phi tinh lưu niên bàn về sự dịch chuyển của chính sao theo mỗi năm, có thể tính toán cả tháng ngày giờ. Chư vị sơ học hoàn toàn có thể ứng dụng mang đến vận may nhất định. Ví dụ hiện tại đang ở vận chính, nơi có cửu tử và nhất bạch bay vào là những phương vị tốt trong ngôi nhà. Giả dụ vào năm 2025, sao cát tinh bay vào hướng đông và đông nam, 2026 trung cung và hướng đông nam, 2027 vào tây bắc. Nơi có sao số 9 bay vào nên có hỏa là màu đỏ tranh ngựa thảm đỏ. Nơi có số 1 bay vào nên có thủy như tranh cửu ngư màu xanh dương. Và đặc biệt lưu tâm hai sao hung tinh, nhị hắc và ngũ hoàng. Xem những năm nào sao này bay vào cửa khí hoặc là tây bắc tây nam nên có đồ đồng hóa giải. Ngoài hai sao trên, nơi có tam bích bay vào dễ phạm thị phi kiện tụng. Không gian trong mỗi ngôi nhà quan trọng nhất là phòng ngủ, bếp, cửa khí. Chư vị xem lại những nơi này trong nhà mỗi năm có sao nào nhập vào. Ví dụ cửa nhà hướng đông, năm 2025 nếu có màu đỏ sẽ có tin vui. Ứng dụng phi tinh lưu niên có hiệu quả tương đối, không thể sánh bằng huyền không phi tinh. Quẻ huyền không phi tinh trong mỗi ngôi nhà biết được chính xác cung tốt xấu để bài trí đồ vật cũng như két sắt và nơi quan trọng. Sự cộng nghiệp trong gia đạo.
Nghiệp là kết quả, sự là việc làm. Mỗi người có những thói quen và nghiệp quả khác nhau, nhưng đều có những điểm chung nhất định trong một gia đạo, đó là sự cộng nghiệp từ nhân quả trong quá khứ. Nhà Nho bảo mệnh là do trời, Pháp Phật bảo mệnh là do nghiệp. Cả hai đồng quan điểm, mệnh có từ trước, một bên do trời định, một bên còn lại do nghiệp mỗi người tự tạo trong vô lượng kiếp. Chư vị ngẫm lại xem, trong mỗi 2 năm, mỗi 1-2 năm nay, những thói quen của mình là gì? Thói quen cũ lẫn mới. Ngày ngày thức dậy, ta sẽ hành động suy tư theo thói quen ấy, gặp những người cùng sở thích, ăn món hiện tại mình thấy ngon, có những hội nhóm cùng sở thích trên mạng xã hội, đó chính là sự tích lũy nghiệp. Những việc làm lâu ngày sẽ tích lũy thói quen ấy thành nghiệp sẽ dẫn mình đi. Gặp thiện hay ác do mình đã tích lũy, không ai ban phước giáng họa cho mình cả, tất thảy do chính mình tự tạo trong quá khứ. Gia đạo cũng thế, do sự tích lũy duyên nợ. Đời này cùng chung một gia đình, được phước phần này nhưng kém phước phần kia, mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau, nhưng phải có nhân duyên nào đó mới sinh nghiệp quả như thế. Không ngoài bốn duyên, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Bài này Khải Toàn không đề cập nhiều về nghiệp nhân quả báo, chư vị có thể đọc nghe về kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo hoặc là Duy Thức Học. Chư vị biết được họa phúc của mình, của người thân do nghiệp mỗi người tự tạo trong quá khứ, bản thân mình ra sức làm lành chánh dữ, không nên can thiệp quá sâu vào họa phúc của người khác, giúp cho tâm mình được thanh tịnh, không tạo thêm nghiệp bất thiện. Giả dụ có một người cha luôn gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp, nhưng người vợ và các con thì không gọn gàng, đụng đâu bài đó. Nếu người cha vô cùng khó chịu gay gắt, trong nhà sẽ mất hòa khí, từ trường trong nhà sẽ tiêu cực. Ngược lại, người cha vì lòng bao dung sẽ cảm thông và nhắc nhở nhẹ nhàng. Tuy nhiên không thể giúp cả nhà ngăn nắp, nhưng giữ cho hòa khí trong gia đình an hòa là người cha đã tạo nghiệp thiện cho mái ấm của mình. Trọng người dương, kính người âm. Phong thủy tốt không chỉ là phần dương, còn bao gồm cả phần âm. Người biết quân bình âm dương là người có phúc khí. Cổ nhân có câu, người phước ở đất phước người phước ở. Phước này do chính mỗi người tự tạo trong quá khứ, thông qua ba nghiệp thân miệng ý. Mọi hành vi thông qua ba nghiệp với người dương, người âm phản ánh đời sống hiện tại của chúng ta. Trước là kính trọng người dương, từ người trong nhà, họ hàng, bạn bè đến người ngoài xã hội. Người giúp ta là người có ân với ta trong vô lượng kiếp, người tổn hại ta cũng là người có duyên nợ. Hãy tự hỏi tại sao họ tổn hại mình mà không tổn người khác. Hay nói, mọi thành tựu bắt đầu từ pháp nhẫn. Nhẫn với người ân, với người oán, nhẫn với tự nhiên, nhẫn trên đường tu học tìm thầy lành bạn tốt. Về phần tâm linh cũng thế, kính trọng người âm, thờ phụng trang nghiêm, đời sống an ổn trong tâm, ơn trên gia hộ. Khi còn trẻ, chúng ta chẳng tin về tâm linh, chẳng tin về thế giới bên kia. Các vị nên biết, có những người có khả năng thấy người âm, vì tần sóng của họ tương đồng, ví như giấc mơ là một cõi khác ở một chiều không gian khác. Thế giới chúng ta đang sống có vô vàn chiều không gian khác nhau. Nhãn cầu của con người bị hạn chế bởi ánh sáng vùng phổ quang nhất định. Nhãn cầu của con người chỉ thấy được ánh sáng vùng phổ quang từ 380 đến 760 nanomet. Con người trưởng thành thấy được trên 400 nanomet. Nhưng nhãn cầu của trẻ em có thể thấy vùng phổ quang rộng hơn người lớn. Thính lực con người cũng như thế, rất hạn chế bởi tần sóng âm thanh. Thấp hoặc cao hơn ngưỡng nhất định sẽ không thể thấy nghe. Khi ta sinh sống tại một mảnh đất, trước là có thổ thần, sau lại có những linh giới. Trong tâm ta kính họ, ít nhất không bị oán ghét. Nếu được thương tình, họ sẽ phò trợ cho gia đạo tránh tai ương. Thổ thần hay linh giới là những người thế giới bên kia. Họ đã tồn tại rất lâu trước khi ta đến. Thời gian và không gian không đồng. Với ta, một tháng với người cõi âm là một ngày. Có những người cúng mùng 2/16 ví như cúng sáng trưa cho họ. Ngay cả thời gian ở trái đất của ta cũng không đồng nhất. Có những phi hành gia ra ngoài vũ trụ thì thời gian của họ chậm hơn rất nhiều. Giả dụ có một người khả năng đi với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Họ chế tạo ra máy có tốc độ hơn ánh sáng, có thể đến quá khứ, có thể đến vị lai. Vì thế thời gian là tương đối.
Người trí là người biết quân bình âm dương, đặt nặng một trong hai bên sẽ mất cân bằng, ví như một người mãi lo cho con cái gia đình mà quên đi dưỡng tâm hồn bên trong của mình. Ngược lại cũng không nên quá đặt nặng về phần âm, quá chú trọng lễ nghi thờ phụng cúng kiến, nhưng thiếu an hòa với những người sống bên cạnh càng không nên. Vì ta đang ở cõi dương, phần dương an ổn rồi đến phần âm. Khải Toàn khuyến thiện chư vị, mỗi nhà nên có một bàn thờ Phật, sống theo lời dạy trong kinh, mỗi sáng có 4 bước khấn nguyện, điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong tương lai. Phong thủy nhà ở vượng khí. Phong thủy nhà ở vượng khí có thể không bao gồm tất cả những đề mục trong bài, nhưng sẽ chiếm phần lớn những đề mục Khải Toàn đã nêu phần trước. Giả dụ một ngôi nhà có phong thủy tốt, phải bắt đầu từ khu vực và môi trường sống tốt. Giả dụ không bị ngập úng, không bị ô nhiễm bởi tiếng ồn và khói bụi từ hàng quán. Hình thể ngôi nhà nên vuông vắn, không nên thiếu góc. Giả dụ một ngôi nhà chữ L không phải ngôi nhà tốt. Hướng nhà không phạm xuất quái. Bên trong nhà là một không gian sống tốt lý tưởng, gọn gàng sạch sẽ, không khí trong lành. Hai phương vị quan trọng của mỗi ngôi nhà nam nữ gia chủ là Tây Bắc và Tây Nam không phạm hình sát. Sinh thần bát tự của gia chủ có thời vận tốt, cả nhà cùng cộng nghiệp thiện lành. Nếu có điều bất như ý sẽ thông cảm cùng nhau. Mặt khác, gia chủ là người biết trọng người dương, kính người âm. Khải Toàn đã xem và gặp rất nhiều vị, nhiều gia đình từ Nam ra Bắc. Những vị nhà có bàn thờ, mỗi ngày hành trì một pháp môn nhất định và có lòng nhân ái là những gia đình nhanh vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Họ được nhiều may mắn, quý nhân giúp đỡ. Phong thủy nhà ở vượng khí sẽ theo từng giai đoạn, có hưng thịnh, có lúc suy, mức độ suy không quá tổn hại. Ban đầu ta về mảnh đất ấy sinh sống, từ trường mảnh đất ngôi nhà ấy sẽ chi phối chính chúng ta. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian nhất định, chính chúng ta xoay chuyển mảnh đất ấy. Thông qua bài trí sự sạch sẽ, lòng cảm thông với những người trong nhà và cả hàng xóm láng giềng. Những vị có ứng dụng phong thủy vào đời sống, dù là phong thủy nhà ở hay mệnh lý, nên biết phong thủy là một phương tiện tốt, không phải thần dược. Phong thủy không có công năng thay đổi họa phúc vốn có sẵn trong sinh thần bát tự. Họa phúc từ ngày sinh sẽ tăng hay giảm thông qua nghiệp quả đã tích lũy. Vì vậy, chư vị có ứng dụng phong thủy, Khải Toàn chân thành khuyên chư vị nên dành thêm thời khóa cho sự tu dưỡng tâm. Nghe giảng kinh là một pháp môn giúp tâm mang trí sáng, lìa ác tu thiện, là báu vật giúp tất cả những nơi mình sinh sống thành mảnh đất phước. Vì khi ấy, người phước ở đất phước người phước ở. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.